4 điều người bệnh đái tháo đường cần tránh ngày Tết. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, trưởng khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, để có thể đón Tết vui vẻ, an toàn cùng gia đình, người bệnh đái tháo đường cần lưu ý 4 điều sau. Tránh uống nhiều rượu, nhất là các loại rượu mạnh như whisky, có tác dụng ức chế gan sản xuất glucose nên những người bệnh đái tháo đường uống nhiều rượu có nguy cơ cao bị hạ đường huyết nặng hơn. Tránh uống nhiều nước ngọt. Nhất là trẻ em, trẻ vị thành niên thường rất thích uống nước ngọt. Ngày thường họ bị cấm đoán hoặc nhắc nhở thường xuyên, nhưng những ngày Tết vì tâm lý thoải mái nên có thể uống khá nhiều. Hậu quả là đường huyết tăng rất cao và rất nhanh. Tránh để bị ốm. Người bệnh đái tháo đường, nhất là người kiểm soát đường huyết kém hoặc đã có nhiều biến chứng, thường có sức đề kháng giảm, rất dễ bị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa và đáng ngại nhất là COVID-19. Cần lưu ý ăn mặc đủ ấm, tránh để bị cảm lạnh. Những người đi lễ chùa hay đi du lịch, tránh những chỗ quá đông người, cần uống đủ nước và kiểm tra bàn chân thường xuyên. Tránh để bị hạ đường huyết thấp dẫn đến hôn mê và làm nặng thêm các biến chứng tim mạch, thần kinh. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến người bệnh phải nhập viện cấp cứu trong dịp Tết. Tuy nhiên, đây là biến chứng hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu người bệnh đái tháo đường tuân thủ tốt những lời khuyên trên đây và chế độ ăn uống, dùng thuốc. Quan trọng nhất khi đi chơi, đi lễ hay đi du lịch, người bệnh đái tháo đường nên mang theo kẹo bánh ngọt để ăn ngay khi đường huyết xuống thấp hoặc khi có các biểu hiện của hạ đường huyết như đói, run chân tay, hồi hộp, đánh trúng ngực. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.